Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại bây giờ mình đang ở bên Tân Trụ. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi câu cá lóc về Tân Trụ ha. Thì ở Tân Trụ này cũng gần nhà mình thôi. Nó chỉ cách ở nhà mình có một con sông Vàm Cỏ thôi mọi người. Mà mình cũng ít qua bên khu vực này mình đánh lắm. Tại vì nó cấn một cái bến phà, cấn một cái đò nên mình cũng lười qua. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một chuyến đánh ở Tân Trụ coi như thế nào ha. Lúa bên đây là họ cũng cắt hết rồi. Mình chạy vòng vòng mình tìm được một cái chỗ này nhìn thấy cũng đẹp lắm. Bên đây nữa nè. Trước tiên mình sẽ ra cần mình câu ở đây trước nha, xong rồi mình sẽ di chuyển từ từ nha mọi người ha. Hôm nay là mình vẫn câu là bộ cần câu cũ. Và lưỡi câu hôm nay của mình là thép súng K63 nha mọi người ha. Rồi, mình đã vào nhái rồi. Bên đây rau nhút không khó câu. Rau nhút cứng lắm. Nhất rau nhút nhì ra muốn 3 bông súng khó câu. Dính cá thì cũng bắt cũng cực khổ. Nó quấn ở dưới dễ bị mất lưỡi lắm. Sát mé này có cái rìa cỏ thấy cũng đã lắm. Quýnh cặp coi vô coi sao. Tao bốc kìa. Mày ơi. Tao thấy con cá luôn. Con này cũng được chứ không lớn gì mấy. Thôi ăn này, ăn, dính rồi. Dính chắc. Lên. Trời ơi, nó nhả mọi người. Nó nhả. Nó cắn con nhái, cái nó bỏ liền. Không trời. Có. Tắp nữa kìa. Ủa, con cá này. Nó giỡn mặt. Không. Rồi, lụm. Chạy đâu cho khỏi. Nó không được lớn dữ mà nó táp hổn quá, nó canh ở đó nãy giờ. Trỏ mới đào nha mọi người. Mình sẽ gỡ cá nha. Dính
trời ơi, cá nhỏ. Cá nhỏ mọi người. Tắp có cái bụng à. Rồi thôi, chuyển sang chỗ khác luôn. Là đây nó ăn hai cái mà mình câu được có một con à. Cái sau cá nó hơi nhỏ bắt không được. Thôi mình di chuyển tiếp cho mọi người ha. Ô, trong đây người ta nuôi tôm nhiều quá không mọi người ơi, chắc đi ra quá. Ta nuôi tôm công nghiệp á. Vô đây ta nuôi tôm mình vô đây đôi lúc cũng phiền. Kỳ này mình qua đây là mình cảm thấy là ở bên đây người ta nuôi tôm rất là nhiều luôn. Ít có vuông quang lắm mọi người. Mình chạy chỗ nào mà mình cũng thấy là vuông công nghiệp hết đó. Chỗ người ta nuôi tôm công nghiệp nhiều quá mình vô phiền lắm. Chạy ra thôi. Là đâu ta mình không biết, để coi ta. Để mình nhìn địa chỉ coi. Mình chạy vòng 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 mình không biết ở đâu luôn nữa. Nhật Minh mọi người ơi. Ở đây là Nhật Minh. Ở đây là ấp Bình Thạnh, xã Nhật Minh, huyện Tân Trụ. Rồi chuyển qua bãi câu mới. Mình cứ chạy dạo vòng vòng thôi, mình thấy chỗ nào thích hợp thì mình dừng lại mình câu thôi. Câu dạo mà. Bữa nay gió hơi mạnh này. Mùa này nước nó rút cạn rồi. Chỗ nào sâu thì nước nó đổ về thôi. Chỗ này bây giờ nó còn có một rãnh nhỏ à. Nước nó về đây hết rồi, cá nó gom là đây hết rồi. Nó hẹp đường câu thì con cá nó lại ăn hơn. Nó dễ thấy mồi á. Rồi cá ăn các bạn ơi. Cuối đường câu rồi. Dính à. Lạng quá lạng. Dính nè. Cũng được mà hơi ốm. Gỡ cá nha. Tiến vào trong đây coi có cái gì chơi không. Có một cái dũng nhỏ. Chắc không có cá. Cạn quá cạn. Đứng đây chọi thử coi. Chứ lại gần quá là nó chạy. Có con nào lạc bậy không?
không có, có là nó ăn rồi, tại vì cái vũng này nó nhỏ xíu, nó thấy là nó ăn rồi, tại không có, tại vì mấy vũng nhỏ này thường là nó rút về những cái chỗ sâu đó rồi, không có đâu. Thấy cái ụ lục bình này thì cũng ngon quá. Nó có một, trong mé nó có một đường cỏ thưa nè, cỏ nó chết á, nó rụi xuống. Để câu đây chút xíu coi. Cái đường câu này nó tầm đâu đó khoảng 10 thước à. Thấy cũng ngon quá, câu thử coi chứ giờ đâu biết chỗ nào ngon nữa đâu. Hoặc nhìn thấy chỗ nào cảm giác như là dự đoán như là có cá là mình cứ câu thôi, còn không có thì mình đi. Chứ cá nó nằm ở dưới nước mà mình cũng đâu có xác định được chính xác đâu. À, hình như có một con đó. Mình thấy nó giận nước ở cuối đường câu á, trong cái ụ cỏ á. Cứ ném cho lên bờ rồi kéo tuột xuống. Mình câu kiểu đó giống như là ở ngoài thiên nhiên thật vậy đó. Cái con mồi nó từ trên bờ nó nhảy xuống nước á, nó kích thích con cá hơn ha. Hugo à. Rồi Hugo các bạn ơi, hồi hộp quá. Chín rồi. Trời ơi. Ồ dữ rồi. Xuống lấy luôn. Wow, em này á, em này cỡ ngoài 8 gram chắc, em này cỡ 8 gram mọi người, hơn á. Để mai mốt mình đem theo cái cân điện tử mình cân cho mọi người coi ha. Khi dính cá lớn mình cân cho mọi người coi. Ôi bự quá, gỡ cá nha mọi người. Đây là K63 nha mọi người. Chiều dài tầm khoảng 4 phân, chiều rộng ngang cỡ 2 phân, gần 3 phân á, 2 phân rưỡi, 2 phân 7 á, làm thủ công nên không có chính xác hoàn toàn mọi người ha. 1.4 ly nè. Mọi người thấy không, bắt cá có 8-9 lạng là bình thường, không có gì đó, còn cá 1-2 lạng thì bắt vô tư, do mình chọn con nhái thôi. Mình câu con cá nhỏ thì mình bắt con nhái nhỏ, mình muốn câu con cá lớn thì mình bắt con nhái lớn mọi người ha. Rồi, ngoài ra mình vẫn làm C70, phục vụ cho anh em nào câu cá mà lớn hơn. C70 thì một chai 1.8 ly. Rồi 2 ly vẫn có nè. Rồi cửa gà luôn mọi người ha. Còn mình ở vùng mình chỉ câu 1.4 ly là thích hợp thôi. Tại vì không có cá lớn mọi người. Rồi chạy lòng vòng một hồi thì mình cũng quay trở về cái chỗ cũ lúc nãy. Tại vì mình mới qua đây mọi người ơi, mình không có biết được nhiều điểm câu, chiều luôn rồi. Tại vì mình qua cũng trễ, mình qua cũng buổi chiều, mình không có chạy mình tìm được điểm câu. Với phần mình cũng mới qua đây câu à, nên mình cũng chưa biết được bãi nhiều nữa. Hôm nay là chủ yếu là mình qua đây là mình trải nghiệm thôi, mình đi tìm bãi câu thôi ha. Tìm bãi mới câu, chứ câu mấy bãi cũ là chán quá. Rồi bữa nay mình sẽ kết thúc ở đây luôn mọi người ha. Mình vòng cũng về lại chỗ này thôi à. Để được sau mình qua mình sẽ đi tìm nhiều bãi hơn mọi người ha. Để mình chuyển qua con cá sắt coi. Mình đánh coi nó ăn không. Chứ mình thấy địa hình này mình câu cá sắt là thích hợp luôn á.
này, dính 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 dính. Cái gì đây? Trời ơi, cá phi. Cá phi khổng lồ. Cá phi bự mọi người ơi. Đó. Quýnh con cá sắt mà dính con cá phi cá này nè. Hết biết chưa? Phi bích bằng ba luôn. Kệ, an ủi lúc về chiều. Có gì bắt đó, con này bự. Con này cỡ nửa ký mọi người ha. Ô dương lưới rồi, chết rồi. Có thua. Dương lưới mọi người. Trời ơi, văng lưới mình không thấy, thua rồi. Đi gỡ mọi người ơi. Quá trời văng lưới mà còn văng ngầm nữa. Văng ngầm xuống dưới á, không thấy phao. Ôi buồn ghê á. Mất cá sắt rồi. Để coi cứu được không. Lưới văng bỏ luôn. Trời ơi, cá nó dính chùm chùm chùm. Nó chết mọi người. Văng lưới mà không đem lên mà thua. Họ bỏ luôn. Rồi thôi, kết thúc ngày câu nha mọi người. Bị mất cá sắt luôn rồi. Thôi về. Rồi, để mình đổ nước ra mình tổng kết cái nha. Bữa nay mình câu cũng không được nhiều. Bữa nay tại qua cũng trễ, chứ phần cũng không có rành được bãi nữa. Thấy chỗ nào câu chỗ đó à, chứ không có bãi mình biết trước. Đó có cá bên này của mình nè. Được 4 con mà trong đó có con cá phi. Được con Hugo, con này chắc cái ngoài 8 gram. Cái nó nhảy. Ôi nó tụng. Đó, bữa nay ít quá. À, thôi cũng được, có con Hugo gỡ lại cũng được. Thôi. Rồi, để mình khóa lại nha, để nó tụng.